Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine sau chuyến thăm của ông Modi tới Kiev, cũng như những diễn biến gần đây tại Bangladesh. Trong bài đăng trực tuyến, Thủ tướng Modi cho biết ông đã thảo luận về tình hình Ukraine với nhà lãnh đạo Mỹ. Trong đó, ông tái khẳng định lập trường của Ấn Độ ủng hộ sớm trở lại hòa bình và ổn định đối với tình hình bangladesh ông modi cho biết hai bên nhấn mạnh sự cần thiết sớm khôi phục trạng thái bình thường ở nước này ưu tiên đảm bảo an ninh và an toàn cho dân thường trong khi đó nhà trắng ra tuyên bố cho biết tổng thống biden đánh giá cao chuyến thăm gần đây của nhà lãnh đạo ấn độ tới ba lan và ukraine hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột theo luật pháp quốc tế trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc